Quý vị và các bạn, thành phố Lào Cai vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 30 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai, mùng 1 tháng 9 năm 1992, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Trong đó 21 công trình hoàn thành trước ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022, 9 công trình khởi công mới, các công trình chủ yếu là đường kết nối, nhà văn hóa khu dân cư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trụ sở một số xã phường. Đáng chú ý một số công trình dự án quan trọng như đường kết nối trung tâm thành phố đi trung tâm xã Đồng Tuyển, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, nhà văn hóa khu dân cư số 5 phường Nam Cường, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa trường Trung học cơ sở Kim Tân, tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công căn cứ danh mục công trình được phê duyệt triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.